12 tuổi, nhưng Lý lại là trụ cột chính của một gia đình. Từ ngày ba bị bắt ở Campuchia với tội danh đánh bắt trái phép thì mẹ cũng ngã bệnh, không còn sức lao động. Hằng đêm Lý suy nghĩ, em biết mình phải nghỉ học mới có thể lo được cho gia đình. Vậy là hàng ngày Lý phải đạp xe đạp gần 4 km để bán 100 tờ vé số. Số tiền mà em giành được á, một phần mua thuốc cho mẹ, một phần còn lại em gửi tiền cho ba để trang trải chi phí sinh hoạt cuộc sống trong tù ở nơi đất khách quê người. Nỗi lo cơm áo gạo tiền gồng gánh trên đôi vai bé nhỏ của em. Nhưng em không một lời than vãn, vì em nghĩ rằng chỉ có em, và thời điểm này chỉ có em mới giúp gia đình mình vượt qua khó khăn. Câu chuyện của Lý, một cậu bé 12 tuổi, bán vé số, mưu sinh, Vùi Hồ xin được phép kể từ đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại vùng biên giới thuộc huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay Bùi Hồ có mặt ở tại đây vì theo được mọi người giới thiệu có một bé trai hàng ngày phải đi bán vé số, và cái số tiền mà em bán được đó dành dụm để nuôi mẹ mình, một người mẹ bị tai biến và người cha không may thì đi đánh bắt trái phép ở Campuchia. Thì hiện nay anh đang bị giam ở Campuchia cô bác quý anh chị. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào bên trong để nghe bé Lý cũng như là mẹ của mình. Một cậu bé nghỉ học phải bán vé số, dành tiền nuôi mẹ và đi thăm cha ha. Thì em được bạn của em hôm nay giới thiệu để mà đến nhà của bé Lý cũng như là thăm cái hoàn cảnh gia đình của mình. Em được biết thì bé Lý là bán vé số để mà dành tiền đưa ba mình từ Campuchia về lại Việt Nam. Thì không biết là vì sao anh lại bị bắt ngay tại Campuchia hả chị ha? Anh đi thiệt hả chú? Đi thiệt bên Miên đó, rồi Miên nó bắt. Đi thiệt Campuchia? Dạ. Bị bắt lâu chưa chị? 5 năm rồi chú. 5 năm hả? Dạ. Rồi đi thiệt ở tỉnh nào hả chị? Tỉnh Tiền Giang. Em đi tỉnh Tiền Giang á. Là bị kết án bao nhiêu năm tù hay chị? Kết án kêu 12 năm mà nó kêu lo tiền giảm án. Rồi bà chồng tôi bà lo được 70-80 triệu, bây giờ nó giảm được 2 năm. Giờ còn 10 năm. Rồi bên Campuchia họ có thông báo rằng là nếu như mà có tiền thì có thể giảm án nữa không? Nó không có nói cho anh chú ạ. Dạ. Nó nói lo tiền gì bà chồng tôi bà lo gì đó, giảm được 10 năm đó. Giảm được 2 năm còn 10 năm. Ở nhốt hoài vậy đó. Ở được mấy năm rồi? Được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Còn 5 năm nữa. Dạ. Bắt với cái tội danh là đi xiệt cá lậu hay sao? Không có, mình đi xiệt vậy thôi chứ không xiệt vô lô vậy chứ. Dạ. Rồi hiện nay là ở đây gia đình của mình là còn là bao nhiêu người? Dạ 3 người chứ. Dạ. Chị với lại ai? Với bé Lý này với nhỏ em. Với bé Lý với lại em. Dạ em, mà nhỏ bị tâm thần. Chị và anh có mấy người con? 3 người con. 3 người con. Dạ. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi hả chị ha? Dạ 44 tuổi chú. Dạ 44. Còn anh? Anh này 45. Vậy là anh ở 5 năm là anh ở lúc 37 tuổi. 37 tuổi. Rồi bị bắt rồi ai thông báo cho hay hay chị? Bị bắt đi hai cha con mà bị bắt rồi con chạy gì được. Rồi nó cho hay nó biết. À con trai lớn của chị ha. Dạ. Là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. À, chị hay là con trai lớn của chị có thường qua thăm anh không? Cũng lâu lâu cũng về thăm. Mà từ bên dịch tới giờ rồi nó không cho lên xuống rồi không có đi. Đây nó xa không chị? Dạ xa. Dạ. Đi xe là mình tốn bao nhiêu tiền? Hôm đó thì nó anh ở Lò Giang này, giờ nó đưa về Nam Giang, chẳng đi Nam Giang, chẳng là đi phải ngủ đêm mới tới. Là mình đi cách đây thăm cách đây bao lâu rồi chị? Rồi đưa lên Nam Giang tới giờ chưa đi thăm lần nào, chưa ảnh điện gì giờ nói chuyện thôi. Có nghĩa là bây giờ anh lên thủ đô Phnom Penh, ngay tại Nam Giang á. Dạ. Cách đây cũng rất là xa luôn. Dạ. Đây đi chảnh là một ngày đó.
đi về rồi phải ngủ đêm, qua bữa sau về mới tới nhà. Xa vậy đó. Có liên lạc qua điện thoại rồi? Dạ có. Thì tháng anh điện được 2 lần dữ lắm à. Tại điện nhiều quá cho mất tiền. Điện viện rằng tính là tiền mình là 700-800 ngàn. Điện ra đâu lâu nó điện viện rằng có chuyện gì cần anh mới điện về. Tháng này anh có điện về không? Dạ có điện viện rằng. Lần gần nhất thì là bao lâu rồi chị? Dạ điện giờ hôm nay cũng hơn tuần. Anh báo cái tình hình sức khỏe như thế nào? Sức khỏe anh cũng bình thường, không có gì. Mà cái ăn uống rồi thất thường vậy thôi. Dạ. Thì em bé Lý chia sẻ rằng là chị cũng bị bệnh tai biến hả? Dạ. Chị bị lâu chưa? Ủa cái tai của chị bị gì đó? Dạ này bị ngứa, ngứa gãi và chị bị tai biến được 1 tháng vậy là anh bị bắt luôn tới giờ. Bơi tắt dữ ha. Còn con trai lớn của chị? Con trai lớn đi mặn ở Đồng Nai có vợ chứ. Bây giờ em muốn chia sẻ với bé Lý tí xíu nè. Chú chào con. Dạ. Lý cho chú với lại chú Đạt biết là năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Con 12 tuổi chứ. Con 12 tuổi. Dạ. Con đi bán vé số được bao lâu rồi? Dạ, được 1 năm rồi. Được 1 năm rồi. Dạ. Mỗi ngày là con bán bao nhiêu tờ vé số? Có 100, có khi 120 chứ. Có khi 120. Lời được bao nhiêu tiền con? 120 ngàn, về rồi mua thuốc cho mẹ con. Chứ mua đồ ăn nữa là hết rồi. Hết rồi. Mẹ anh bị bệnh gì? Dạ. Mẹ mua cho mẹ với tiền ăn hả? Dạ, ăn với mua thuốc cho mẹ nữa là hết rồi chứ. Nghe chú Đạt nói là con năm nay học lớp 6, lớp 7 gì hả? Dạ, có lớp 5 mà chú, mà con nghỉ đâu 4-5 tháng nay. Nhà trường kêu con đi học lại là tới tháng có tiền trợ cấp. Mà con đi bán vậy con đi học không có được. Con muốn đi học không? Dạ cũng có mà con đi học rồi không ai nuôi mẹ con. Rồi nghe nói là bán rồi tiền ăn rồi tiền mua thuốc cho mẹ rồi thêm tiền để dành đi đi thăm cha hay chuột cha gì? Vợ gỡ lên cho ba con. Là sao? Là đóng tiền nước chứ tiền ăn ấy chứ. Là mỗi tháng là bao nhiêu? Đóng là 3 triệu. 3 triệu. Dạ. Con bán được 1 năm nay rồi. Dạ. Mỗi tháng này con tích dành dụm được bao nhiêu? Dạ có khi 500-700. Đưa qua cho nậu. Rồi nậu gom hỏi dòng họ rồi gửi lên cho ba con. Mỗi tháng dành dụm được 500-700. Dạ. Con bán một ngày 100 tờ hoặc là 120 tờ. Dạ. Thì lời được bao nhiêu tiền? Dạ 120 rồi có khi 100. Thì con ăn hết bao nhiêu? Dạ con ăn có 20. Có bữa thì con ăn có 10 ngàn. Chú Bùi Hồ thấy đường đã lên đây khá là xa. Dạ. Từ Hồng Ngự lên đây khá là xa thì chú không biết là con đi bằng phương tiện gì. Dạ con đạp xe đạp đó chứ. Con đạp xe đạp bao nhiêu cây? Dạ 3-4 cây xuống. Đây ra chợ là 4 cây. 4 cây số, 4 cây số. Là mấy giờ con đi bán? Dạ sáng là 6 giờ con đi rồi. Ra ngoài con ăn nữa là 7 giờ con đi bán. Ở nhà mẹ nấu cho ăn hay là ra ngoài đó mới ăn? Dạ ra ngoài đó mới ăn. Con ăn 10 ngàn rồi nước ở nhà mặn. Em theo ăn 10 ngàn rồi buổi chiều 10 ngàn nữa hay sao? Dạ không, con bán tới chiều rồi chờ về ăn cơm đi. Là thường là mấy giờ con mới hết số? Dạ có khi 10 giờ, 11 giờ, có bữa ấy thì tới 2 giờ chiều con mới hết. Năm nay là con 12 tuổi. Dạ. Ba con bị công an Campuchia bắt lúc 7 tuổi. Dạ. Con nhớ hình ảnh về ba của mình không? Dạ nhớ. Nhớ hình ảnh nào nhất về ba của mình? Dạ. Con nhớ ba con. Nhớ như thế nào? Có kỷ niệm nào nhớ nhất không? Dạ có. Có lúc ba ở nhà, ba chở con đi mua đồ cho mẹ. Lúc đó chị con cũng ở nhà nữa, anh con đi mằng. Ba chở con, chị con đi mua thuốc cho mẹ cũng. Con nhớ. Con muốn một lần được đi thăm ba mình không? Dạ có. Tại lâu con không đi thăm. Trước giờ ba bị bắt 5 năm rồi. Dạ. Thì con đi thăm được mấy lần rồi? Dạ có 4-5 lần rồi chú. 4-5 lần? Đi với mẹ hay là bà nội? Đi với mẹ, có đợt thì mẹ đi với mẹ. Có đợt thì đi với bà nội. Có khi có đợt mẹ con không đi nữa. Tại đường xa đi dần về mẹ con chích thuốc không. Là lúc chưa dịch
về du lịch là hai năm mấy nha, con không có đi thăm. Ngày hôm nay là con có bán vé số không? Dạ không. Sao vậy? Tại con đau quá chứ. Con bị bệnh gì? Dạ. Hôm nay bị bệnh gì? Dạ con tụt canxi. Tụt canxi. Dạ. Ăn ít quá thì sao? Dạ. Sao mỗi một ngày bán lời được hơn 100 nghìn mà con ăn chỉ có 10 nghìn thôi? Chờ tiền mua thuốc cho mẹ với mua đồ ăn. Ngày hôm nay thì con không có đi bán vé số thì nhà mình ăn uống như thế nào? Dạ cô, con đi bán thịt để cho thịt. Cho thịt ăn? Dạ. Có ai cho gạo đồ ăn không? Dạ có, tháng thì có mấy ngày gầm á chứ người ta cho gạo. Tuổi mấy con còn nhỏ thấy các bạn được đi học. Mẹ mình thì bệnh, ba mình thì lại ở tù, không biết khi nào ra. Thì đối với con thì nó thấy mọi người thì con có buồn dữ không? Thấy tất cả các bạn cùng trang lứa cơ. Con cũng có buồn chứ. Con ước muốn gì? Dạ. Con ước muốn gì? Con ước mẹ con hết bệnh. Cho mẹ con đi mặn. Không khỏi đi bán số nữa. Mỗi lần thấy mấy bạn đi chơi nè, được đi giải trí nè, được đi học, rồi đến lễ á, thì mấy bạn lại được đi du lịch. Mình còn nhỏ xíu lại đi bán số. Lại được to, phải lo ngược lại cho ba mẹ của mình. Tại vì cái tuổi của con là đáng đến tuổi của ba mẹ phải lo cho con. Thì con có cảm thấy mình tuổi thân không? Dạ không. Tại gia đình con hoàn cảnh khó khăn. Mấy bạn con có tiền thì mấy bạn con đi chơi, con đi bán số cho mẹ. Thì không lẽ lớn lên con dự định con sẽ bán vé số hoài thì hay sao? Lớn lên con đi mặn. Con dự định mặn gì? Mặn chung với anh con. Anh con mặn ở Đồng Nai. Anh con mặn có gửi tiền về không? Dạ có tháng gửi, có tháng hồng chưa. Anh con có vợ chưa? Dạ có vợ. Gửi được bao nhiêu? Dạ có tháng gửi 1 triệu. Có tháng gửi 2 triệu thì gửi cho ba con hết 1 triệu. Có nhiều thì gửi nhiều, có ít thì gửi ít. Dạ. Rồi ở nhà mình con là lao động chính. Là con lao động để nuôi mẹ với lại mua thuốc cho mẹ với lại nấu ăn uống ở trong nhà. Dạ. Và tiền điện nước sao? Dạ, tiền điện nước tới tháng anh hai con gửi tiền về chứ. Nay con gửi. Dạ. Con tự quyết định nghỉ học hay là mẹ kêu con nghỉ học? Dạ, con quyết định nghỉ học. Lúc quyết định nghỉ học thì đêm trước khi đi nghỉ học con có lo, con có buồn dữ không? Dạ có. Cái ngày mà con nghỉ học xong, quyết định con nghỉ học rồi thì qua ngày sau con lại thấy các bạn được mặc đồ mới đi học, thì lúc đó cái cảm giác của con như thế nào? Con cũng buồn mà mẹ con nói gán đi, gán cho mẹ đi, mẹ biết sống tới Tết không? Tại mẹ con bá đau hoài à. Mẹ đau mà đi không nổi được. Dạ. À, chú Bùi Hồ với lại chú đã thấy là tay chân của mẹ là bị co rút hết à. Dạ. Rồi mẹ lúc trước có ốm giống như vậy không? Dạ mẹ con hồi lúc cũng được lắm mà giờ mẹ con đau quá chú. Nhập viện 2 lần mẹ con bá sụp ký luôn. Bá đau. Có khi nào tối đau mẹ kêu con không? Dạ có. Mẹ lên máu quá chú. Mẹ kêu con qua bóp thay dầu, bóp bóp. Tối con ngủ với mẹ hay ngủ riêng? Dạ con ngủ với mẹ. Con ngủ với mẹ. Dạ. Ở nhà thì cái công việc nấu ăn, cơm nước, rồi nấu đồ ăn ai lo? Dạ mẹ con thì có bữa mẹ con không mệt thì mẹ con nấu, còn mẹ mệt con nấu. Mẹ mệt. Dạ. Con có nấu đồ ăn được không? Dạ được. Con nấu được những món gì? Dạ canh với cá kho. Mẹ dạy hay là con tự biết? Dạ mẹ dạy. Con nấu được những món canh nào? Dạ canh chua, canh bí đao. À canh chua thì nấu sao chú không biết ta? Canh chua thì mình để cá vô trước. Rồi chờ cá nó chín rồi mình để gạo vô. Mình có nêm bột ngọt không? Dạ có. Có hả? Dạ. Có để me không? Có. À, để có canh chua nữa. Hả? Để có canh chua nữa. Con không, con nấu bằng nước ga hay nước củi? Dạ nước ga. Bữa cơm hôm nay là con nấu hay là mẹ nấu? Dạ con nấu. Con nấu hả? Dạ. À, nấu gì vậy? Dạ thịt gì sáu con cho hầm. Con hầm luôn? Dạ. Con hầm với gì?
Dạ, của cải trắng với cải đỏ. Đi chợ thì ai đi chợ, mẹ tay chân như này ai đi chợ? Dạ con đi, sáng con đi rồi con đi chợ rồi con mới về đi bán. Con đi chợ luôn? Dạ, xuống chợ cũ chứ. Mỗi ngày là con đi chợ là tốn bao nhiêu tiền? Dạ, có 30 ngàn. Phải mua thịt 20. Mua thịt 20 rồi bầm nấu canh ăn, mua rau. Sáng con đi, con mua về cho mẹ nấu ở nhà cho Út mẹ ăn rồi con đi bán. Mới đi bán như số sao? Dạ. Con đi bán như số lúc mấy giờ? Dạ, rất sớm, 5 giờ cử. Con đi mua đồ dưới 6 giờ. Đi mua đồ dưới nửa tiếng 6 giờ. Về rồi con mới thay đồ con đi bán. Ôi trời à, sao con giỏi như vậy? Dạ. Sao con giỏi như vậy? Ừ. Nói con nói chú Bùi Hồ nghe, sao giỏi như vậy? Tại con mằn nhiều chứ. Dạ. Mình cảm thấy mình có mần nhiều, mình cảm thấy cực, có khi nào mình nản không? Dạ không. Sao vậy? Mần nhiều con cũng thấy vui, tại đi bán vậy đó, có người cho này cho kia về. Thấy người ta được mặc đồ đẹp, mình mặc đồ đi bán số lại đem nước theo uống nữa. Người ta ngồi trong quán cà phê, có khi nào con cảm thấy là cùng trang lứa với mình, các bạn lại ăn ngon mặc đẹp ngồi trong quán mà con lại lầm đuổi bán những tờ vé số vậy không? Dạ không. Tại mấy bạn khác, con khác. Mấy bạn khác với con ở chỗ nào? Dạ. Mấy bạn? Tại mấy bạn có ba mẹ lo. Tại giờ ba con bị bắt. Có bao giờ người ta lại hỏi về ba con lại buồn không? Dạ có. Người ta hỏi ba con đâu, con nói như thế nào? Người ta hỏi là ba con đâu mà con phải đi bán cái số như thế này, con trả lời như thế nào? Con nói ba con đi xẻ cá trên biên á, ba con bị bắt ở tù 5 năm mà. Ta nói tội nghiệp với trời, người ta mua tiếp số con. Tại sao mình là người ta có ba bị bắt ở tù á, là người ta buồn lắm, ta giấu. Tại sao con lại nói như vậy? Dạ, con nói ra để cho mọi người biết, nặng mọi người giúp con. Con có bao giờ con nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ có một người nào đó giúp cho ba con về lại Việt Nam? Dạ, con cũng nghĩ vậy chứ. Có khi nào con nằm mơ thấy ba không? Dạ có. Thấy như thế nào, kể cho chú nghe. Ba con về, ba con nói với con gán lo cho mẹ, chờ ba con về. Nằm mơ á hả? Dạ. Rồi lúc đó con nói lại như thế nào? Con nói con gán lo cho mẹ, chờ ba về. Ba nói gán lo cho mẹ đi, chờ ba về, ba nuôi mẹ con. Cái ngôi nhà mình là cách lâu chưa? Dạ, trước ba con bị bắt. Ba con cắt mấy tháng rồi, ba con đi xịt cá, mẹ con bị tai biến nữa. Xịt cá là chích điện đó cô bác với anh chị. Dạ. À, bây giờ thì chắc chú với chú Đạt hồi trao đổi mẹ con tí. Lúc trước mà ảnh chưa bị bắt đó là chị với ảnh làm công việc gì đó thì? Tôi cũng ở nhà, ảnh cũng đi xịt gì đó. Lúc mà chị chưa bị bệnh là chị làm cái gì? Chưa bị bệnh thì buôn bán như kia nữa. Em không hiểu là cái việc mà bị bắt á, là bị chích điện mà tại sao phải ở tù tới mười mấy năm? Bị bắt rồi nó lên trển thì nó kết tội cho mình á, rồi nó khẹt bên đất miên đó. Rồi mình cũng tại bên Đại sứ quán Việt Nam lên trển. Đặng mà nói tiếp rồi lên trển nói tiếp rồi cái nó nói là Việt Nam qua đất địa Campuchia nó mặn á, trái lực thì nó để nó giải quyết. Nói gì chứ nó không cho giờ bên Đại sứ quán Việt Nam bảo lãnh gì. Anh có biết cái việc mà đi xịt ở đất nước khác và đặc biệt là chích điện thì nó có hại đến nguồn thủy sản cũng như là đi xịt ở nước khác á, thì phạm pháp anh có biết không? Anh cũng biết gì mà này xịt cũng như mình xịt cũng như gần lô có gì á mà nó bắt. Em muốn hỏi lại là việc bé Lý đi bán vé số lo cho mình từ trong nhà hết, từ cái việc mà chi tiêu ước men cho mình, chị thấy có mũi lòng nữa không mình không? Dạ có chứ chú, nó đi bán thì tôi ngồi buồn nhớ, ngồi khóc mình nên chú ơi. Mà mấy tháng trước rồi tôi đi nổi, tôi đi bán với nó. Mà mấy tháng nay tôi đi không có nổi nữa, con mình nó đi. Lúc trước là hai mẹ con cùng bán hả? Dạ. Hai mẹ con ngày bán được nhiêu tờ? 150. Từ từ đi không nổi chứ giờ con mình đi bán 100, 120 vậy.
Mà thấy con đi bán của mình mà thấy cũng tủi. Có khi nào thấy con mình chạy xe mà chị khóc không? Dạ có chứ chú. Hồi đó chở tôi đi bằng xe đạp không mà giờ tôi thấy người ta cho xe lăn đó, xe điện đó, rồi chở đi bán. Mà tới giờ đi không có nổi đi chú không? Tôi không có đi rồi nó đi mình ơi, nó nói thôi mẹ nhờ để con đi bán mình cho. Để mình ăn dính dính rồi đi mẹ ơi, để tiền gì chung chiếc thuốc cho mẹ. Bé Lý nói vậy đó hả? Dạ. Chú coi bán 100 ngàn, lợn 100 ngàn. Mua cá hôm qua, cá nào rẻ, mua cá hú ký 30 ngàn, trả ta 20, ta bán cho 25. Ngoài con hết 1 ký lô. Dạ, ăn dính dính rồi chừa tiền lại cho mẹ chiếc thuốc. Con tính mua đi xăm ăn mà con không mua. Mua ăn nữa rồi thiếu tiền cho mẹ chiếc thuốc. Mà con không mua, không nghĩ nhịn đó con đi về. Sao nói sao nhịn mua ly sâm uống là không không mua hả? Không mua, sợ thiếu tiền mẹ chích thuốc. Rồi đi về nhà ăn cơm với mẹ, con không ăn. Nói tao con đói ăn đi, để xỉu con mình con bị tụt canxi si. Nói thôi đi để tiền về cho mẹ chích thuốc. Nghe con nói tôi rơi nước mắt chú ơi. Giờ tôi đi không nổi không biết làm sao. Mình để con mình ra ngoài đời bươn chạy sớm gì mình có lo lắng điều gì không chị? Dạ chứ lo chứ chú. Lo mà nóng ruột lắm. Mà con tại hoàn cảnh mình khổ sở gì giờ làm sao giờ. Chứ đi học lợn nó không chịu đi nữa thôi mẹ. Đi học lợn mẹ lo tiền người tập vở này kia cái nọ đủ thứ trơn. Rồi thêm không ai đi buôn bán số mà tiền đâu mình ăn uống hàng ngày. Ai lo cho mẹ. Mẹ đinh náo nữa rồi ai lo cho mẹ. Có con ở nhà cũng lo cho mẹ ăn chiếc dầu cho mẹ. Thì con nó nói mà bằng đêm tôi ngủ không được, suy nghĩ ngủ không được chú ơi. Tôi lớn mà biết lo. Không tới tháng gửi tiền cho ba nó không có tiền rồi nó nói bà nội nó gửi anh chả nó nói nó thức 1-2 giờ ngủ không được lo ba nó. Ba nó không có tiền ăn. Lo cho mẹ, lo cho ba, ba lớn biết lo. Nghe con nói tôi tủi tôi khóc hoài. Chị có mấy người anh em đây? Dạ 5 người. Mà chị cái chị mà nghe bé Lý nói chị cũng thờ đó thì sao mà ở với chị? Tại vì nó ở với thằng thứ bảy cho nó. Rồi nó, rồi tôi mặn không được muốn bước xuống đây nè, mà cho giặt đồ cái chén đi đồ tiếp. Ở chợ nó không có làm gì. Chị biết giặt đồ không? Dạ. Rồi ở nhà mình là có tích lũy được tiền bạc gì không? Dạ không chú. À, nếu như có một ước muốn á, thì con sẽ ước muốn gì à, Bé Ly? Dạ, ước ba con về. Ước ba con về, con ước gì nữa không? Ước mẹ con hết bệnh. Ước mẹ con hết bệnh. Dạ. Con có ước lại được đi học không? Dạ. Muốn? Dạ. Nhưng mà đi học không có tiền con có chịu không? Dạ. Tại vì sợ không có tiền trị bệnh cho mẹ hay là sợ không có tiền gửi lên cho ba? Sợ cả hai luôn chú. Không có tiền cho bệnh cho mẹ với gửi lên cho ba. Ừ. Mỗi như thế vậy chi tiêu của con, của nhà là con giữ hay mẹ giữ? Dạ mẹ giữ. Mẹ giữ? Dạ. Một ngày bán xong được 100-120 ngàn giao cho mẹ hết. Dạ. Rồi đi mua thuốc ai chở mẹ đi? Dạ con ở bán ngoài vừa rồi con mua luôn. Con mua luôn? Dạ. Thuốc của mẹ đâu con có thể đưa cho chú coi được không? Thuốc của mẹ đâu mà? Mẹ trong gỗ. À. Sáng là nó dậy, 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 43 ngàn. Dạ. Là mỗi ngày là con phải dự trữ lại 50 ngàn. Như đây thì chỉ uống 5 ngày. Dạ. Thuốc này là bao nhiêu ngày? 4-5 ngày hết. 4-5 ngày là hết. Dạ. Là có nghĩa là mua thuốc là 5 ngày sau con phải mua lại. Dạ. Ngày mai con có bán lại không? Dạ có. Có hả? Dạ. Không, con nghỉ. Tại con đau, ngày mốt con mới bán lợn. Ngày mốt con mới bán lợn. Dạ. Dạ. Có cá ngày hôm qua con mua về chú kho. Ngày mai mua rau về chấm ăn. Dạ.
Hiện nay nhà mình còn được nhiêu tiền? Dạ, còn được có 100 ngàn nữa chứ. Cái gì? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Bữa nào không bán thì ăn hương hút, ăn hột dệt với mua tương gì ăn. Là hiện nay là chỉ còn có 100 ngàn trong nhà thôi. Còn mấy ngày sau là mua rau ăn. Dạ. Gạo còn nhiều không? Như gạo người ta mới cho con đó. Cho được nhiêu ký? Mẹ con giữ con đó. Cho nhiêu ký mẹ? Con cho đi bán rau được 30 ký chứ. 30 ký? Dạ. À 30 ký đó mình ăn được có bao lâu rồi? Dạ ăn được 20 ngày. Là chú chở đi Campuchia thăm ba triệu triệu liền dạ. Anh nhớ ba. Nhớ ba. Dạ. Hai năm mấy rồi con không đi thăm ba. Con mong 5 năm sắp tới thì nó sẽ môi mau trôi qua không con? Dạ. Có nghĩa là năm còn 5 năm nữa thì ba về. Con có bao giờ con mong rằng là 5 năm sắp tới nó sẽ nhanh qua không? Dạ có. Nếu như mà nhắn được một lời gì trên này thì con sẽ nói điều gì với ba? Con nói ba gán đi ra tù chờ về thăm mẹ con con. Về ở với mẹ con chứ. Dạ. Mẹ cho ba đi xịt đúng không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi không cho ba đi xịt rồi ba ở nhà con đi bán con chịu không? Dạ chịu. Sao chịu? Con nuôi ba luôn. Con nuôi ba luôn? Dạ. Nhà bán con 120 ngàn sao nuôi ba rồi nuôi mẹ nữa sao nuôi dạ. Mua đồ ăn ăn cả nhà được kìa. Thì 5 năm nữa thì là con là 17 tuổi rồi đúng không? Dạ. Lúc đó con dự định đi làm công ty. Dạ. Bạn chung với anh con. À, hôm nay á thì đến đây á thì cũng biết được hoàn cảnh của bé Lý Hoa Đạt giới thiệu thì thấy hoàn cảnh gia đình mình rất là đáng thương. Ừ. Cũng không biết nói gì hơn á thì thôi thì con cũng phải cố gắng vượt qua nha, nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe để đợi ba về và chăm sóc cho mẹ nữa. Hôm nay á chú Hồ với lại chú Đạt đến đây á thay mặt cho chú thay mặt cho cô My gửi cho con 1 triệu, cô My ở Mỹ gửi cho con 1 triệu, rồi thay mặt cho cô gửi cho con luôn chai dầu xanh để chữa sức cho mẹ nha. Dạ. Nhớ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Và đồng hành với chú hôm nay á thì có nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh, là một cái sản phẩm dành cho những người mà có chức năng gan kém á. Dạ. Con hiểu không? Ví dụ dạ. Ở trong nhà con những ông bà hay là cô chú hay là mẹ nó có chức năng gan kém á thì sẽ sử dụng sản phẩm này. Dạ. Đây là sản phẩm dùng để giải độc gan dành cho những người mà có triệu chứng về gan hay uống nhiều bia rượu đó. Dạ. Con biết đọc chữ mà đúng không? Dạ. À, thì có thể cho sự cô chú bà sử dụng được. Và đây là cái hộp giải độc gan Tuệ Linh Blood. Và ở đây nó có công dụng sẵn nè mọi người. Thì có hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan, viêm gan, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan. Đó thì bây giờ con đây là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh Blood tặng cho con thêm cái phần quà này. Nga thay mặt tặng cho gia đình con thêm phần quà này. Dạ. Con cảm ơn chú. Con có muốn nói lời nào tới cảm ơn đối với tất cả cô chú anh chị? Cũng cảm ơn cô My rồi cũng như là nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh không? Dạ có, con cảm ơn cô My vì đã giúp đỡ gia đình con. Đây, chị có muốn nói lời nào không? Dạ, cảm ơn cô My, cô My. Cô My ở Mỹ. Dạ, cảm ơn cô My ở Mỹ, cô My giúp đỡ gia đình tôi, cảm ơn cô nhiều, cảm ơn hai chú luôn nha chú. Dạ. Thì hôm nay thì Bùi Hồ cũng đến đây vào một dịp chiều như thế này. Dạ. Cũng trao những cái phần quà yêu thương của cô My cho gia đình của em Lý cũng như là chị ở đây. Cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng giải độc gan Tuệ Linh đã đồng hành với Bùi Hồ trong video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Chú chào con ha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ.